chào các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ nấu là cái món là chè trân châu nha các bạn. Thì mình có hai trái dừa nè, mình cũng chặt ra sẵn, mình đổ nước ra. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái phần trái này nè các bạn, mình lấy cái cơm dừa á, thì mình sẽ nấu chung với lại cái phần trân châu ha. Thì nguyên liệu mình gồm có nè, có hai trái dừa nè, với lại nước cốt dừa, với lại có sữa tươi, đường, muối với trân châu. Thì bây giờ là mình sẽ nạo cái phần cơm dừa ra trước nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ lấy cái phần cơm dừa ra trước. Bây giờ là mình sẽ lấy tiếp cái phần trong cái trái này nè các bạn. Các bạn, bây giờ cái cơm dừa là mình cũng cắt xong rồi nè các bạn. Rồi bây giờ là tiếp theo là mình sẽ đi nấu cái phần trân châu với nước cốt với lại sữa lên nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ để cái phần nước cốt nè. Bây giờ cho thêm một bịch sữa tươi nữa nha các bạn, để cho nó béo. Rồi, giờ là mình sẽ cho hết đường vô luôn, bỏ lá dứa vô cho nó thơm nha các bạn. Rồi, mình cũng cho thêm một ít muối ha. Thêm đó là mình cũng cho trân châu vô luôn nha các bạn. Trân châu á mình cũng để trong ngăn mát tủ lạnh á, nên mình lấy ra là mình cũng phải nấu nó lại cho nó nóng nóng nha. Rồi bây giờ mình sẽ để hết cái phần cơm dừa vô luôn. Giờ chỉ cần nấu rồi nêm nếm nữa là ăn được ha. Đúng rồi, như các bạn tùy theo các bạn ha, muốn ăn nóng cũng được mà muốn ăn lạnh cũng được ha. Nếu mà ăn lạnh thì mình sẽ dằn thêm một ít đường cho nó ngọt ngọt á, ngọt nhiều hơn, thì mình sẽ để nước đá vô nữa, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Còn này mình muốn ăn nóng cũng được, còn không mình để dạng như cho vô trong ngăn mát tủ lạnh á, cho nó lạnh á mình ăn cũng được, mình khỏi cần để nước đá cũng được ha. Rồi nè các bạn, bây giờ là cái phần chè của mình như vậy nè, được rồi đó. Rồi giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình đã xong ha. Rồi bây giờ là mình sẽ ăn thử coi nó ngon hay không nha. Ăn thử đi đâu. Này béo dữ lắm nè. Trân châu nè các bạn. Cốt dừa béo quá anh ơi. Có sữa tươi nữa nên nó béo dữ lắm. Trân giòn giòn ha. Trân châu để vô trái dừa luôn ha. Vậy mới độc. Ngon. Trân châu này á là mình nấu bây giờ nó lên nó dẻo lắm các bạn. Nó dẻo mà nó dai nữa. Lúc này đang có phong trào hot
hot về những món trân châu á Long. Dạ. Biết Long. Long này cũng phải uống trà sữa trân châu nè. Ở nhà chuyên gia uống trà sữa các bạn. Chịu qua đồ béo lắm. Ăn toàn bánh ngọt không mà các bạn. Mà béo ngọt nó mới ăn nha. Còn mà làm không béo thì nó không ăn đâu. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích đó thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào các bạn.